Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa nhiều cánh dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4 nha. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình nhiều loại kim khác nhau nha, tùy vào sở thích của mỗi người. Ở đây mình sử dụng đầu kim nhỏ bằng sợi len để cho cái cánh hoa của mình nó được cứng cáp hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần nhụy hoa trước. Mình sẽ sử dụng màu vàng tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào cái vòng tròn ta vừa tạo này nè, móc cho mình vào đây 13 mũi nữa kép liên tiếp với nhau. Mũi thứ nhất, mũi nữa kép thứ hai, mũi nữa kép thứ ba, tiếp tục mũi móc thứ tư, mũi thứ năm, mũi nửa kép thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi móc thứ chín, mũi thứ mười, mũi móc thứ 11, nửa kép thứ 12 và mũi nửa kép thứ 13. Sau khi đã được 13 mũi nửa kép liên tiếp vào vòng tròn ta tạo đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi nửa kép đầu tiên mà ta tạo đây nè. Đây là chân móc của mũi nửa kép đầu tiên, ta sẽ móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ở cái sợi len ngắn của vòng tròn ta tạo đầu tiên, các bạn guốc thật mạnh vào thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại nè, ta hình thành được cái nhụy hoa như thế này. Thì đối với phần lên cánh hoa, số mũi móc của cánh hoa nó sẽ hơn số mũi móc của cái phần nhụy hoa một cánh nha. Tức là ở đây mình móc được 13 mũi nửa kép vào cái chân móc đầu tiên này thì cái cánh hoa của mình nó sẽ được 14 cánh hoa. Đây nó sẽ hơn một mũi như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần cánh hoa. Thì ở cái phần nhụy hoa ta có cái mũi dời kết thúc của cái phần nhụy hoa này nè, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời á. Ta đâm kim vào chân móc mũi dời, sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc và kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Ta đưa kim xuống cái chân móc mà ta móc mũi dời ở cái phần kết thúc của nhụy hoa nè, là cái chân móc đầu tiên luôn nha. Đây, cái chân móc mà ta móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cánh hoa thứ nhất nè, với 4 mũi móc xích. Tiếp tục lên 4 mũi móc xích nữa. 1 2 3 và 4. Di chuyển kim đến chân móc kế bên của cái phần nhụy hoa. Đây là chân kế bên và móc vào đây cho mình một mũi dời. Thì ta được thêm cánh thứ hai cho phần cánh hoa nè. Thì để tiếp tục cánh thứ ba cũng móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 2, 3 và 4. Móc vào chân móc kế bên của cái phần nhụy hoa một mũi dời. Lưu ý khi móc các bạn giấu luôn cho mình sợi len thừa màu trắng vào trong mũi móc như thế này nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều nha. Làm tương tự cho đến cuối vòng, cũng lên 4 mũi móc xích. 3, 4. Móc vào chân kế bên của phần nhụy hoa một mũi dời. Ta được cánh hoa thứ tư, tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Lên 4 mũi móc xích. Và cũng tương tự móc vào chân kế bên một mũi dời. Và làm lần lượt cho mình cho đến cuối vòng. Ta cứ lên 4 mũi móc xích và móc lần lượt vào 13 chân móc của cái vòng tròn phía dưới á, móc vào mỗi chân móc là một mũi dời để ta tạo các cái cánh hoa nè. Ở sợi len thừa màu vàng cuối cùng cũng giấu cho mình vào trong mũi móc luôn nha.
Lúc này khi đã kết thúc vòng được 13 cánh hoa liên tiếp thì ở mỗi cánh hoa nó sẽ có cái khoảng cách là một mũi dời nè, nó sẽ dính liền nhau như thế này, bằng một mũi dời. Ở cánh hoa 13 và cánh hoa đầu tiên nó sẽ chừa ra một cái khoảng hở như thế này. Thì từ đây các bạn cũng tiếp tục lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc mà ta móc bắt đầu cho cái phần cánh hoa là cái chân móc của cái mũi dời phía dưới. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó kéo sợi len dài và cắt len. Lúc này cái sợi len thừa màu trắng của mình nó đang nằm ở phía trên của hàng móc nè. Các bạn sẽ tiến hành dùng kim, ta lấy đầu kim nhỏ nha, đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Đây, ta hoàn tất được một cái hoa như thế này. Các sợi len thừa ở phía sau các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong mũi móc nha. Sau khi đã giấu toàn bộ sợi len thừa vào trong mũi móc thì để tạo được cái điểm nhấn cho cái phần nhụy hoa, ở đây mình có sử dụng một sợi len màu đen để mình làm một cái dấu cộng ở chính giữa nè. Thì để làm được cái dấu cộng này các bạn sẽ sử dụng cho mình một đoạn len màu đen như thế này. Ta cũng sử dụng đầu kim mà mình móc cánh hoa nha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trên xuống dưới vào chính giữa của hai thân chân móc bất kỳ ở phần nhụy hoa nè. Sau đó kéo sợi len màu đen lên phía trên. Từ đây ta sẽ tạo ra một đường thẳng ở chính giữa đường kính của cái phần nhụy hoa nè. Đây, tạo đường thẳng như thế này, sau đó chọn một cái chân móc ở giữa và kéo cái sợi len này ra phía sau. Thì ta có được một sợi len nằm ngang ở phần nhụy hoa. Để tạo ra được cái sợi len tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành giống cho mình thành một cái góc vuông và đâm kim từ trên xuống dưới ở cái góc vuông này nè. Kéo cái sợi len dài qua chân móc. Cũng tương tự chia đôi cho mình cái phần nhụy hoa này, đâm kim từ dưới lên trên và kéo cái sợi len ra phía sau. Đây thì mình vừa hoàn tất được trang trí cho phần nhụy hoa. Ở phía sau các bạn sẽ tiến hành cột guốc cho mình nha. Cột guốc lại thì khi ta trang trí vào, ta may hoặc là dán vào thì nó sẽ che được cái phần len thừa này nè. Ta được một mẫu hoa trang trí như thế này. Chúc các bạn thành công.